Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của năm 2023. Năm mới, niềm vui mới, hy vọng mới. Chuyện cũ bỏ qua như tên bài hát của một ca sĩ nào đó, đúng không quý vị? Thế nhưng, trên trái đất bao la và rộng lớn kia, có một người chắc hẳn vẫn đau đớn về những gì đã xảy ra trong năm 2022. Người đó là Cristiano Ronaldo. Trong một năm mà kỳ phùng đi thủ Lionel Messi đã chinh phục thành công nước thang cao nhất, đã hoàn thành trọn vẹn bộ sưu tập danh hiệu với chiếc vô địch FIFA World Cup, thì Ronaldo lại bị câu lạc bộ chủ quản Manchester United chấm dứt hợp đồng và thất bại trong giải đấu lớn, rất có thể là cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thực sự cay đắng khi kẻ chinh phục vĩ đại của top cầu giáo ngày nào lại phải ngậm ngùi nhìn những vinh quang cứ lần lượt rời bỏ anh. Nhiều người nói rằng thế giới bóng đá nợ Lionel Messi một chiếc vô địch World Cup. Thế nhưng sau khi M10 đã giành được danh hiệu cao quý này trong kỳ đại hội tại Qatar, thì liệu có ai mong cầu điều tương tự cho Cristiano Ronaldo? Trong mắt của giới mồ điệu, Messi là vị thánh tối cao ban phước lành cho những tín đồ của top cầu giáo may mắn có cơ hội theo dõi anh. Còn Ronaldo, dù là tấm gương của sự khổ luyện, lại chẳng thể có được sự tôn thờ thiêng liêng đó. Ở một độ tuổi mà rất nhiều đồng nghiệp cùng thời đã giải nghệ hoặc bắt tay luôn vào công tác huấn luyện, thì CR7 với một cơ thể sinh học phi thường vẫn đang thách thức dòng chảy bất tận của thời gian. Thế nhưng trong năm 2022 vừa qua, có vẻ như ông trời lại quá vô tình với anh. Trước khi tiếp tục video, thì anh chị em nhớ ngó qua website của bọn mình ở địa chỉ gentleman.vn nhé. Chương trình membership của bọn mình trên website sẽ cho các bạn rất nhiều quyền lợi, như là được xem livestream và video bí mật dành riêng cho web này, được nghe bọn mình chém gió các vòng đấu hàng tuần này, được tham gia vào Discord để xạo các anh em khác này. Còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay gentleman.vn và đăng ký member nào. Just do it. Cuốn phim đầy bi kịch của Cristiano Ronaldo bắt đầu bằng một cú ngoặt oan nghiệt. Ngày 18 tháng 4 năm 2022, trên Instagram cá nhân, Ronaldo chia sẻ với người hâm mộ rằng bé trai trong cặp song sinh của anh và bạn gái Georgina Rodriguez đã qua đời. Trong sự đau đớn tột cùng, anh viết: "Với nỗi buồn sâu sắc nhất, chúng tôi phải thông báo rằng con trai của chúng tôi đã qua đời. Đây là nỗi đau lớn nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng có thể cảm nhận. Chỉ có sự chào đời của bé gái mới giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để vượt qua thời khắc khó khăn này. Với một chút hy vọng và niềm hạnh phúc, con trai, con là thiên thần của bố mẹ sẽ mãi yêu thương con." CR7 đặt tên cho đứa con yêu mệnh là Angel, tức thiên thần, và để cho cốt của cậu bé bên cạnh cho cốt của thân phụ anh, người qua đời vào năm 2005 do suy gan. Cầu thủ 37 tuổi từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước kia: "Tôi có tiền tỷ ở trong tay, nhưng điều quan trọng nhất là gia đình. Hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho gia đình bạn, vì đây là điều quan trọng nhất trên thế giới này. Cả thế giới bóng đá chia buồn với Ronaldo." Nhiều sân đấu tại giải bóng đá ngoài hàng Anh chứng kiến những tràng vỗ tay của cổ động viên ở phút thứ 7 để san sẻ phần nào nỗi đau quá lớn mà tiền đạo người Bồ đã phải gánh chịu. Các Liverpoolians hát vang ca khúc "You Never Walk Alone" trong trận đá bù vòng 30 giữa Liverpool và Manchester United như để nói với Ronaldo rằng anh không cô đơn. Thế nhưng, có những vết sẹo sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ lành lại được, và có vẻ Cristiano Ronaldo đã không còn là chính mình sau cú sốc ấy. Cristiano Ronaldo trở lại với bóng đá cùng nhiệm vụ đưa Manchester United giành một suất tham dự UEFA Champions League. Tuy vậy, trái ngược với lượt đi dưới trướng của Ole Gunnar Solskjaer, tần suất ra sân của Ronaldo ở lượt về ít dần, số lần phá lưới đối phương của số 7 cũng ít đi, khi tuổi tác khiến anh không còn phù hợp với hệ thống của tân huấn luyện viên Ralf Rangnick. MU thất bại trong những khúc cua cuối tại EPL và đành bằng lòng với tấm vé tranh tài tại UEFA Europa League kém hẳn về tính hấp dẫn. Bóng đen bủa vây Ronaldo, khi đó mới là lần đầu tiên sau sắp xỉ 20 năm anh mới không được hít thở bầu không khí UEFA Champions League. Cộng thêm với sự hỗn loạn thời hậu Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford, không nhiều người nhớ rằng CR7 vẫn là chân sút số 1 của bầy quỷ đỏ ở mùa giải 2021-2022. Bước vào mùa giải 2022-2023, Cristiano Ronaldo vẫn là một phần trong đội hình của Manchester United, bất chấp nhiều sự xáo trộn phía thượng tầng. Với sự xuất hiện của Erik ten Hag trên băng ghế huấn luyện, tiền đạo người Bồ vẫn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lớp đàn em trong hành trình phục hưng câu lạc bộ. Thế nhưng, mọi thứ lại đi ngược với những suy đoán của giới mồ điệu. Ronaldo sa sút không phanh và mất luôn vị trí vào tay của Marcus Rashford. CR7 vẫn nỗ lực mỗi khi được ra sân. Anh vẫn chạy, vẫn lao vào tranh chấp và vẫn hô hào đồng đội tiến lên phía trước. Tuy vậy, thời gian khiến cho cơ thể vật lý của Ronaldo không còn có thể theo kịp chiến ý cao ngút trời của bản thân. Những pha bứt tóc của số 7 giờ đây in hẳn dấu vết của tuổi tác, còn những cú dứt điểm cho thấy hình ảnh của một thanh gươm cùn, bởi chúng không còn sắc bén nữa.
những con số không biết nói dối. Ronaldo chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn sau 16 trận mùa này, trong đó có 2 pha lập công tại đấu trường hạng 2 UEFA Europa League. Theo Opta, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn của số 7 mùa này chỉ là 5%, thấp hơn rất nhiều con số 16% trong mùa giải trước. Đáng buồn hơn, trong những trận đấu mà tiền đạo người Bồ ngồi ngoài, Man United lại chơi hay và có những chiến thắng ấn tượng trước Liverpool do Arsenal để vươn lên top đầu tại giải bóng đá ngoài hàng Anh. Ronaldo, từ hình ảnh của một vị cứu tinh, dần trở thành một gánh nặng tại Old Trafford. Người hâm mộ Quỷ Đỏ cũng đã dần mất kiên nhẫn khi CR7 không còn đáp ứng được nhiệm vụ tối thượng của một tiền đạo, đó là ghi bàn. Vết rạn trong mối quan hệ giữa Ronaldo và United cứ lớn dần khi cựu chân sút Real Madrid 5 lần 7 lượt tỏ thái độ không hài lòng với các quyết định của Erik Ten Hag. Giọt nước tràn ly đến trong trận đấu với Tottenham khi số 7 tự ý bỏ về thời điểm mà tiếng còi kết thúc 90 phút vẫn chưa vang lên. Báo chí Anh cho biết, thậm chí tiền đạo người Bồ đã rời khỏi sân Old Trafford chứ không thèm nán lại ở phòng thay đồ. Erik Ten Hag ngay lập tức trừng phạt Ronaldo khi gạt CR7 ra khỏi trận đại chiến với Chelsea và đẩy anh xuống tập cùng với đội trẻ. Khi đó, nhiều cổ động viên đã lờ mờ nhận ra có lẽ cuộc tình thứ hai của Cristiano Ronaldo và Manchester United sẽ chẳng có một kết thúc đẹp đẽ như lần đầu. Tuy vậy, người tính thì không bằng trời tính. Dẫu biết là ngày Cristiano Ronaldo rời xa United và rời xa bóng đá đỉnh cao đã đến gần, nhưng ngờ đâu nó lại đến nhanh như thế. Ngày 17 tháng 11 năm 2022, tức chỉ còn vài ngày nữa là World Cup khởi tranh, thế giới bóng đá lại một lần nữa được fan rúng động khi cuộc phỏng vấn giữa Cristiano Ronaldo và Piers Morgan được công bố. Không quá khi nói rằng CR7 đã tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh tại Manchester United. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 90 phút đó, CR7 đã chia sẻ một loạt thông tin gây sốc như anh không hề tôn trọng Erik Ten Hag, như phía thượng tầng đã sai lầm khi rước về Ralf Rangnick, như United không hề tiến bộ kể từ khi ngài Sir Alex Ferguson từ chức và như bản thân cảm thấy bị phản bội bởi câu lạc bộ và bởi một số kẻ muốn mình cuốn gói khỏi Old Trafford càng sớm càng tốt. Nhân danh sự thật, Ronaldo tung hê hết tất cả mọi chuyện lên cho bàn dân thiên hạ, đối nghịch với sự bùng nổ của CR7. Manchester United khi đó chỉ đăng một dòng thông báo ngắn gọn: đội bóng sẽ xem xét phản ứng về cuộc phỏng vấn của Ronaldo sau khi toàn bộ sự việc được đưa ra. Huấn luyện viên trưởng Erik Ten Hag thì tức giận: cuộc phỏng vấn đó là không thể chấp nhận, đứng trên quan điểm của câu lạc bộ, nó dẫn đến những hậu quả. Đáng ra anh ta phải nghĩ tới hậu quả trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn đó. Ngay cả một người đàn anh lúc nào cũng bảo vệ tiền đạo người Bồ như Rio Ferdinand cũng bày tỏ sự thất vọng. Mọi thứ đã kết thúc. Bất cứ ai ở Man United muốn giữ Ronaldo lại thì giờ không thể làm thế nữa. Khi nói không tôn trọng huấn luyện viên thì Ronaldo phải ra đi, và cậu ấy muốn thế. Nhiều người nhớ lại cuộc phỏng vấn trên Sky Sports của Ronaldo vào hồi đầu năm, khi anh từng bóng gió chỉ trích các cầu thủ trẻ của Manchester United. Tôi nhớ khi mình 18, 19, 20 tuổi, những đàn anh góp ý thẳng thắn với tôi kiểu như: Cristiano, cậu cần phải cải thiện nhiều hơn, vì thế tôi biết mình phải học hỏi nhiều hơn, họ biết nhiều hơn bạn. Tuy nhiên, những cầu thủ trẻ hiện tại không chấp nhận việc bạn phê bình hay chỉ trích họ. Tôi không muốn đề cập trực tiếp đến những cầu thủ Man United, nhưng nhìn chung là vậy. Nhiều nguồn tin cho rằng Ronaldo đang muốn ám chỉ đến Marcus Rashford và Mason Greenwood. Chưa bàn đến độ xác thực của loạt thông tin kể trên, thế nhưng việc CR7 quá hồn nhiên chia sẻ chuyện nội bộ của MU cho báo chí khiến hình ảnh của anh trong mắt các đồng đội trẻ tuổi xấu đi nghiêm trọng. Tiền đạo người Bồ như một ông lão già nua cáu kỉnh, luôn luôn so sánh sự khác nhau giữa các thế hệ, hệt một kẻ ăn mày dí vãng hết thời tội nghiệp. Các cổ động viên của Manchester United muốn câu lạc bộ tống cổ Ronaldo đi ngay lập tức, bất chấp việc anh từng là thần tượng của họ trong quá khứ. Một hãng luật tại Anh cho biết, United có thể dựa vào những phát biểu của CR7 để đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chân sút 37 tuổi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo mật thông tin với đội bóng. Luật FIFA quy định một bên có thể hủy hợp đồng mà không chịu hậu quả nào nếu có lý do chính đáng. Và đúng là như vậy, chỉ 6 ngày sau bài phỏng vấn gây sốc kìa, trang chủ của Manchester United thông báo họ đã chấm dứt hợp đồng với Ronaldo. Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức. Với Manchester United, có lẽ họ cũng rất vui khi vừa giải phóng được một khoản lớn quy lương, vừa nhổ đi được cái gai của sự bất hòa tại Old Trafford. Lúc ấy, CR7 đang tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2022. Việc các cầu thủ bị câu lạc bộ chủ quản chấm dứt hợp đồng ngay trước một giải đấu lớn không phải là điều quá hiếm gặp. Thế nhưng, có lẽ người hâm mộ cũng không ngờ được rằng cái tên mới nhất gia nhập danh sách đen đủi này lại là Cristiano Ronaldo. Ronaldo rời Manchester United với tư cách của một kẻ phá hoại, trái ngược cách đây 13 năm khi anh dã từ màu áo đỏ để gia nhập giải ngân hà Real Madrid. 2009, Ronaldo là cầu thủ đắt giá nhất thế giới. 2022, chẳng mấy đội bóng ở châu Âu quan tâm đến anh. Thậm chí, có tin đồn rằng tiền đạo 37 tuổi còn gửi cả CV đến Eintracht Frankfurt của Bundesliga để tiếp tục có cơ hội chơi bóng tại UEFA Champions League. Thế nhưng,
Với Ronaldo, đó vẫn chưa phải là những thứ tồi tệ nhất. Cristiano Ronaldo tham dự World Cup 2022 với tư cách của một cầu thủ tự do. Nhiều người lo ngại rằng quân domino mới nhất trên bàn cờ của sự đen đủi sẽ khiến cho số 7 suy sụp. Họ không phải là không có cơ sở. Tại đại bản doanh của Bồ Đào Nha, máy quay đã nhiều lần bắt gặp hình ảnh Ronaldo bị chính các đồng đội xa lánh. Joao Cancelo hậm hực đẩy đàn anh ra xa, trong khi Bruno Fernandes thì thậm chí bắt tay mà không thèm nhìn vào mắt người đội trưởng. Tuy vậy, bất chấp sự bất hòa bủa vây, Bồ Đào Nha vẫn giành được 3 điểm trong trận giao quân tại World Cup 2022 với thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước Ghana. Ronaldo ghi một bàn từ chấm 11m nhưng cũng chẳng thể che đậy màn trình diễn mờ nhạt khi anh cũng đã bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn. Trong tâm trí của nhiều cổ động viên khi đó văng vẳng câu nói: vạn sự khởi đầu nan. Có thể lắm, CR7 sẽ biến tất cả sự chỉ trích thành động lực để rồi bùng nổ như anh đã từng làm rất nhiều lần trong quá khứ. Ngờ đâu, bàn thắng từ chấm 11m trên lại là tia sáng cuối cùng mà cựu chân sút Real Madrid để lại tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở hai trận đấu sau với Uruguay và Hàn Quốc, Ronaldo tiếp tục phung phí các cơ hội và đóng góp một con số không tròn chính cho tập thể áo bã trầu. Cổ động viên cũng không còn được thấy kịch bản quen thuộc, CR7 đã vật vờ trong phần lớn thời gian, dù bất ngờ tỏa sáng để đưa đội nhà đến với chiến thắng. Nhiều người nói vui rằng cách tốt nhất để hạn chế tầm ảnh hưởng của số 7 là để anh tự do mà không cần phải kèm cặp quá gắt gao làm gì. Và rồi, khi Bồ Đào Nha tiến vào vòng knockout, Ronaldo bị Fernando Santos hất cẳng lên băng ghế dự bị. Nhiều tin đồn cho biết hai thầy trò đã có những mâu thuẫn không thể hàn gắn trên đất Qatar. Giống như tại Manchester United, từ niềm hy vọng số 1, CR7 giờ trở thành người thừa. Máy quay bắt gặp số 7 trầm ngâm trong buổi tối mà Seleção châu Âu hủy diệt Thụy Sĩ tới 6-1 để có mặt ở tứ kết. Bồ Đào Nha đụng Maroc, một ẩn số đã để lại hai bại tướng hùng mạnh là Bỉ và Tây Ban Nha ở sau lưng. Ronaldo tiếp tục ngồi ngoài, dõi theo các đồng đội chiến đấu cho giấc mơ World Cup của dân tộc, dù chưa lấn lướt hơn. Thế nhưng, đại diện đến từ bán đảo Iberia lại bất ngờ để đối thủ dẫn trước ở cuối hiệp 1. Người hâm mộ ở một kịch bản quá quen thuộc ngay lập tức hướng hy vọng tới CR7 và chờ đợi tiền đạo 37 tuổi sẽ một lần nữa tỏa sáng khi mà họ cần anh nhất. Fernando Santos gạt qua hiềm khích cá nhân sang một bên, buộc phải tung cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha vào sân ở đầu hiệp 2. Nhà vô địch Euro 2016 đang cần bàn thắng gỡ hòa hơn bao giờ hết. Ronaldo cũng chỉ cần có thế. Số 7 vào sân với sứ mệnh kéo dài hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 và níu giữ lại những giây phút thi đấu đỉnh cao cuối cùng cho chính anh. Thế nhưng, ở độ tuổi 37, Ronaldo cũng đành bất lực trước thời gian và trước một hàng phòng ngự chơi quá khoa học của đại diện đến từ châu Phi. Kết thúc trận đấu, Bồ Đào Nha thua Maroc 0-1 và dừng bước ngay trước ngưỡng cửa bán kết. Vậy là hết. Giấc mơ World Cup của người dân Bồ Đào Nha lại một lần nữa dang dở. Hình ảnh Ronaldo tức tưởi chạy vào đường hầm, tay ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi có lẽ sẽ là một trong những hình ảnh buồn nhất của kỳ World Cup tại Qatar. Ai mà ngờ được CR7 lại phải rời giải với một nốt trầm đầy tuyệt vọng như vậy. Có lẽ đó sẽ là ký ức cuối cùng mà người hâm mộ có thể ghi nhớ về tiền đạo 37 tuổi tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Thời gian với anh đã cạn rồi. Thời gian đã cạn với Cristiano Ronaldo, nhưng chưa cạn với Lionel Messi. Cuộc sống quả thực nghiệt ngã, không quá khi nói rằng hành trình của Ronaldo và Messi tại World Cup 2022 chính là lát cắt cuối cùng, khép lại cuộc đua vô tiền khoáng hậu của hai cá nhân vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Ở lượt trận đầu tiên, Ronaldo ghi bàn trong thắng lợi 3-2 của Bồ Đào Nha trước Ghana, còn Messi cùng Argentina nhận trận thua ngược 1-2 đầy thất vọng trước Ả Rập Xê Út. Thế nhưng, mọi thứ đã đảo chiều theo cái cách mà ít ai ngờ tới. Ronaldo thi đấu mờ nhạt, dính mâu thuẫn với huấn luyện viên, bị đẩy lên băng ghế dự bị, rồi cuối cùng rời World Cup trong nước mắt. Messi thì liên tục tỏa sáng, trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng đội và một tay đưa tập thể La Albiceleste tới với chiếc cúp vàng lần đầu tiên sau 36 năm. Ronaldo đã đi trước Messi tại World Cup 2022, như cái cách mà CR7 giành chức vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019 với Bồ Đào Nha. Thế nhưng, Messi mới là người được hưởng vinh quang sau cuối, với chức vô địch Copa America 2021 và World Cup 2022. Giờ thì nhiều người mới gật gù công nhận rằng kỷ nguyên Ronaldo-Messi đã kết thúc, nó khép lại một cách kịch tính nhất với chiến thắng thuộc về Lionel Messi. FIFA gọi M10 là cầu thủ hay nhất mọi thời đại sau trận chung kết tại Lusail. Người đi sau thì lại về đích trước, kẻ xuất phát trước thì cuối cùng lại mãi mãi chỉ mang danh về nhì. Hậu World Cup, Fernando Santos cũng bị Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sa thải, nhưng người ta không hề thấy Ronaldo chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến người thầy cũ.
một lời tạm biệt không, một lời tri ân cũng không. Có lẽ tâm trí của số 7 khi đó quá hỗn loạn, khi anh còn chưa biết mình sẽ đầu quân cho câu lạc bộ nào để thoát khỏi cái mát thất nghiệp kia. Xung quanh tiền đạo 37 tuổi chỉ toàn là sự im lặng, phảng phất đâu đó là một màu buồn đến thê lương. Năm 2022 thật cay đắng với Ronaldo. Anh đã mất tất cả, từ gia đình, sự nghiệp thi đấu cho đến hình ảnh của bản thân trong mắt người hâm mộ bóng đá. Sự tôn trọng của làng túc cầu dành cho CR7 ngày càng sụt giảm khi chị gái ruột Katia Aveiro đăng đàn nói với kỳ World Cup 2022 tệ nhất trong lịch sử. Nhiều người cảm thấy thương hại cho Ronaldo khi bất chấp tuổi tác, anh vẫn thi đấu, vẫn cống hiến với một khát khao ngút trời như thời trai trẻ. Thế nhưng, giấc mộng được Bồ Đào Nha vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của số 7 có lẽ sẽ mãi mãi dang dở. Ronaldo vẫn là huyền thoại, không ai phản đối cả. Di sản đồ sộ mà anh để lại cho bóng đá thế giới không mất đi. Thế nhưng, giờ đây khi nhắc đến Ronaldo, giới mộ điệu sẽ luôn nhắc đến thất bại của anh trong cuộc đua kỳ vĩ kéo dài xuyên suốt 3 thập kỷ với Lionel Messi. Messi vẫn đang chơi bóng ở những sân khấu lớn nhất, M10 sẽ quay trở lại Paris Saint-Germain, hội quần cùng những vì sao tinh tú của làng túc cầu như Neymar hay Kylian Mbappe trong tham vọng giành chức vô địch UEFA Champions League. Ronaldo thì gia nhập câu lạc bộ nhà giàu Al Nassr tại Ả Rập Xê Út xa xôi trong nỗ lực tìm kiếm một bến đỗ nhằm duy trì cảm giác chơi bóng ở tuổi xế chiều. Bỏ qua các yếu tố về kinh tế thì quyết định chuyển đến Al Nassr của Ronaldo có lẽ sẽ chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Trước đó, CR7 đã tạm nhờ đại bản doanh Van der Beek của câu lạc bộ cũ Real Madrid. Nhiều người thích suy diễn khẳng định số 7 chưa một lời mời từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng có một vở kịch rất hay mang tên Điều Không Thể Mất. Năm 2022 đã lấy đi quá nhiều thứ của Cristiano Ronaldo, thế nhưng vẫn có những điều không thể mất. Cristiano Ronaldo vẫn đã, đang và sẽ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà thế giới bóng đá từng sản sinh. Một cái tên kiệt xuất xô đổ biết bao kỷ lục, một kẻ chinh phục giành gần hết các danh hiệu cao quý nhất và một cá tính vĩ cuồng luôn thách thức giới hạn của bản thân. Từ Manchester United, Real Madrid, Juventus ở cấp câu lạc bộ cho đến Bồ Đào Nha ở cấp độ đội tuyển, CR7 luôn là đầu tàu và luôn là ngọn lửa tinh thần không bỏ cuộc mà anh đã theo đuổi kể từ khi còn là một đứa trẻ. Những chiến trường khốc liệt nhất, những thất bại đau đớn nhất và những vinh quang chói lọi nhất đều hàn in dấu chân của chàng trai đen nhẻm ngày nào tới từ Madeira. Giờ đây, rời xa châu Âu và để lại đỉnh cao huy hoàng ở sau lưng, Cristiano Ronaldo sẽ tạm hài lòng với môi trường thi đấu ít cạnh tranh hơn. Nhiều người tiếc nuối khi kẻ chinh phục vĩ đại ngày nào giờ phải dưỡng già tại châu Á xa xôi. Nhưng có lẽ CR7 cũng chẳng còn quá bận tâm đến những gì xảy ra. Trước mắt anh là một hành trình mới, có thể không lấp lánh nhưng cũng có nhiều thứ để chờ đợi. Điều quan trọng là tiền đạo 37 tuổi sẽ tìm lại niềm vui khi chơi bóng. Thời gian thì nhanh lắm. Và biết đâu, sau đây 2 năm, người ta sẽ lại được thấy Cristiano Ronaldo xuất hiện trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại Euro 2024. Nhà thám hiểm nổi tiếng người Bồ Đào Nha Ferdinand Magellan đã từng nói: biển cả rất nguy hiểm và những cơn bão rất dữ dội, nhưng những trở ngại này chưa bao giờ là lý do để con người không ra khơi. Cuộc đời với Cristiano Ronaldo có lẽ là những chuyến đi không hồi kết. Trong những chuyến đi đó, CR7 đã gặp phải rất nhiều cơn bão dữ dội, sẵn sàng đánh gục bất cứ một con người bình thường nào. Nhưng Ronaldo chưa bao giờ biết chùn bước. Anh đến, anh chinh phục, anh rời đi, để lại biết bao câu chuyện đẹp đẽ cho thế giới bóng đá. Đó chính là điều không thể mất, là thứ sẽ ở lại mãi mãi dẫu cho số 7 có dừng chân ở đâu. Ronaldo đã thách thức dòng chảy của thời gian suốt một quãng đường dài. Giờ là lúc mà anh nghỉ ngơi. Con thuyền viễn xứ ngày nào cũng thôi rong ruổi trên bản đồ túc cầu và neo đậu bình yên tại một bến cảng nơi Trung Đông. Chúng ta có lẽ sẽ ít thấy những thông tin liên quan đến Ronaldo, trừ khi cựu tiền đạo MU ghi bàn, một thứ tưởng chừng như là lẽ dĩ nhiên lại trở nên quá đỗi xa xỉ dạo gần đây. Cuốn phim 2022 đầy nghiệt ngã với Cristiano Ronaldo đã kết thúc. Hy vọng trong năm mới 2023, mọi sự tốt lành sẽ đến với anh. Xin đừng khóc cho Cristiano Ronaldo, bởi anh đã vĩ đại theo cách của riêng mình rồi.